Rồi giờ đút cho búp bê ăn nha. Đút cho búp bê ăn kem. Ngon, 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 ngon. Ngon quá ta ơi, ngon quá. Rồi bây giờ mình đút cho búp bê hồng nha. Búp bê hồng là hèm mình nè. Búp bê hồng ăn cây kem gì, kem nho á, kem có trái nho á. Ngon, ngon, ngon. Dính luôn mũi luôn rồi hả? Dạ. Rồi chút lấy khăn giấy chùi nha. Rồi cho búp bê tím ăn. Búp bê tím ăn kem à. Kem gì ta? Kem cà chua. Dính luôn mũi luôn rồi hả? Ba bạn này dính luôn mũi luôn. Đúng rồi, hai bạn đó dính luôn mũi luôn. Ôi còn búp bê này, búp bê màu hồng có cái áo con bướm đẹp quá. Rồi cho búp bê màu hồng ăn ăn kem dâu nha. Kem dâu. Wow, ngon quá. Trời Ken ơi Ken, con làm cái gì vậy? Hả? Wow, con có cái cây gì mà dài dữ vậy ta? Cây gì vậy? Cây viết hả? Trời các bạn ơi, này bạn Ken có cây viết. Cây viết xịt, nghe xịt hơn nghe. Con đi tưới cây hả? Đây, hôm nay ba có cái này cho con nè. Nè, thích không? Cái gì vậy? Wow, các bạn ơi, hôm nay bạn Ken có hả? Bộ đồ chơi nghe. Đây bộ đồ chơi làm cái kem nè. Làm kem bằng lam á. Ừ đúng rồi. Đây nè các bạn, đây nó hướng dẫn cho mình làm kem nè nghe. Đây là bộ dụng cụ làm kem rất là hay. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ mở ra cho chúng ta xem nha. Rồi bạn Ken ơi, kéo ra cho các bạn xem với. Wow, trời quá trời màu luôn nè các bạn ơi. Ý có mấy cái ly nữa. Đây nè các bạn, đây là mấy cái hạt trái cây nữa. Hồi mình trang trí cái ly kem nha. Rồi mình bỏ đây đi, chút mình làm kem mình bán cho mấy bạn khủng long. À còn đây nè các bạn ơi, đây là cái đầu để mình lặn ra cái kem nè. Có muỗng ăn kem luôn, hay lắm á. Đây, đây là mấy cái hạt nè, hạt như hạt đậu phộng vậy đó. Mình rắc lên ly kem nha. Rồi, rồi bạn Ken ơi, bạn lấy mấy ly kem ra đi bạn Ken ơi. Đây nè bạn, ở đây các bạn, đây là kem nha, kem màu hồng nè. Đó, kem màu hồng. Đây là kem màu vàng nha. Rồi, kem màu trắng, kem sữa, kem dâu. Rồi kem màu xanh lá cây là kem đậu xanh. Rồi kem màu tím này là kem khoai môn nè. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ lấy mấy cái ly kem ra nha. Lấy mấy ly kem ra cái mình làm cái kem mình bỏ vô ly mình bán cho mấy bạn khủng long nha. Đây một cái ly này nè các bạn ơi. Một cái ly dễ thương ghê không. Rồi đây một cái ly nữa nè các bạn ơi. Hai cái ly nha. Tay bằng Ken nhỏ, bằng Ken mở ra không có được nè. Ba cái ly nè. Đây bốn cái ly, hồi cái ly đẹp quá. Năm cái ly. À cái ly này méo luôn nè. Rồi thêm mấy cái ly nữa ta. Rồi sáu cái ly đây. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn Ken làm kem nha. Đây các bạn ơi, mình gắn cái đầu kem vô cho bạn Ken. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ bóp vô ly kem nha. Nhẹ nhẹ, ít ít thôi bạn Ken ơi, ít ít thôi, ít ít thôi. Đúng rồi, đây nè các bạn ơi. Đây một ly kem này nè nha. Rồi tiếp theo. Rồi bóp qua ly đó luôn. Ít thôi nghe bạn Ken, rồi hồi mình làm màu khác nữa. Đây để mà bóp cho các bạn xem nè. Đây các bạn ơi, mình bóp như thế này nè nha. Không bóp hả? Đây bóp cho các bạn xem. Đây nè các bạn ơi, đó mình bóp như vậy nè cho nó chảy xuống. Đó, chảy xuống vậy đó. Rồi, rồi con đụng vô nó rớt luôn rồi kìa. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ gắn màu xanh lá cây nha. Rồi gỡ ra đi bạn Ken ơi. Đây bà gỡ cái này ra. Ừ. Rồi gắn cái đầu này vô. Rồi các bạn ơi, gắn cái đầu vô cái mình bóp ra nha. Rồi con dặn cứng lại. Rồi con bóp lên đây. Đây. Đây các bạn đó, một cái kem hai màu luôn. Rồi tới cái kem này đi bạn Ken ơi. Đây cái kem này nha. Wow. Rồi thêm một ly này nữa đi. Rồi được rồi, được rồi. Rồi các bạn ơi, giờ mình lấy màu khác nha. Rồi mình dẹp cái này qua một bên để đổ rồi. Rồi bây giờ bạn Ken con lấy màu nào? Màu hồng đi, màu hồng nè. À màu trắng hả? Rồi màu trắng gỡ ra nha. Có muỗng nữa. Chưa mặn hồi mình mới bỏ muỗng cho mình ăn lận. Rồi con lột miếng kia ra. Rồi đúng rồi. Con biết nhỏ cái này. Ừ.
Rồi con bóp lên đây, lên cái ly này cho nó đầy luôn đi. Rồi mình bỏ ha. Hay chưa, bạn Ken làm cái kem đẹp quá các bạn ơi. Wow, hay quá. Rồi đủ rồi bạn Ken ơi, làm nhiều quá ngồi nó hết á. À cái đó nữa, đó còn màu xanh nữa hả? Rồi đúng rồi, hay quá. Rồi bây giờ mình lấy màu nào ta? Màu hồng phải không? Đây màu hồng. Mình còn 3 màu các bạn ơi, còn 3 màu. Làm xong rồi hồi mình bỏ trái cây lên. Rồi dặn cứng rồi nha bạn Ken ơi. Rồi bạn Ken bóp cái màu hồng ra nha. Wow, bạn Ken làm xong một ly kem rồi các bạn ơi. À, rồi ly kem này xong rồi nha. Đây ly kem này đầy rồi nè các bạn ơi. Đó bây giờ mình bỏ cái này nè. Đó cái này lên nè. Dạ con bỏ xong rồi. À ly rất cũng xong rồi hả? Ly nào xong bỏ cái muỗng vô bạn Ken ơi. Bỏ cái muỗng vô xong rồi cái mình rắc cái hộp này lên nè. Đó à, đẹp quá. Đây. Dạ chưa bỏ này mà. Cái đó chưa có đầy. Ly đó chưa đầy mình chưa có bỏ. Nè các bạn đây mấy hộp trái cây nha. Mấy hộp trái cây nè. Rồi bây giờ mình bỏ đây bỏ chùm nho vô cái ly kem này đi. Đây rồi. Đây chưa đầy ly đó chưa đầy mà. Ở trái này vô đây. Rồi đây đó mình có 4 trái, mỗi một ly một trái nha. Rồi bỏ cái muỗng vô. Khi nào xong thì mình bỏ cái muỗng vô. Ai à, vợ đang kia lúng cái muỗng luôn rồi. Rồi bỏ hai màu này đi bạn Ken ơi, còn màu cam với màu hồng lợt kìa. Lấy hai màu đó mình làm luôn. Rồi hai ly kem này xong rồi nha các bạn. Em qua cho bạn Khủng Long ăn đi. À, Khủng Long biết ăn kem không? Thôi hồi mình cho mấy bạn búp bê ăn nha. Để ly kem này đi một chút mình cho mấy bạn búp bê ăn. Đó, wow, hai ly kem đẹp chưa các bạn ơi. Rồi còn một hũ màu cuối cùng thôi nha các bạn. Bây giờ bạn Ken sẽ làm thêm hai cây nữa. Trời ơi, con không dặn là nó rớt cái nắp vô trỏng luôn rồi. Rồi đây các bạn ơi, một ly kem màu hồng lợt nữa, sắp xong rồi. Rồi được rồi, bạn Ken ơi, làm một hũ màu cam nữa thôi. Rồi đây, dẹp qua bên. Rồi bây giờ mình làm hũ màu cuối cùng nha các bạn. Đây, màu cam là cái kem cam á. Rồi, cái đầu cuối cùng. Cho bạn Ken nặng ra nha. Con dặn cứng lên nha, để tuột cái nắp ra đó. Rồi được rồi, được rồi. Rồi hai cái kem cuối cùng đây. Wow, nhiều lắm nha. Màu cam, ăn cam tốt lắm á. Rồi một ly cam. Wow, 4 màu luôn. Rồi bỏ trái cây vô bạn Ken ơi. Đây bỏ trái cây vô. Nè cái này là miếng thơm nè các bạn. Bỏ miếng thơm vô. Rồi bỏ miếng đó miếng gì ạ? À miếng bưởi hả? Rồi bỏ trái dâu vô bạn Ken ơi. Một trái dâu vô nha. Rồi còn trái gì nữa hả? Cái đó trái gì vậy? Đâu rồi ba coi thử cái trái gì mà lạ vậy. Rồi bỏ đại vô đi con. Không biết trái gì luôn. Xong rồi bỏ một màu lên bạn Ken ơi. Rồi bỏ nhiều màu lên cho nó đẹp nha. Bỏ con không biết bỏ. Rồi ba bỏ màu vô nha. Đây đây nè các bạn ơi. Rồi thêm miếng màu bên đây đi. Rồi bỏ muỗng vô. Rồi bỏ muỗng vô. Ơ này cái muỗng lạ quá à. Rồi bây giờ lấy ra cho các bạn xem nhé. Đây, đây các bạn ơi, 4 ly kem nha. 4 ly kem rất là đẹp luôn nè. Đây. Lấy cái muỗng xong vậy. Đây nè các bạn ơi, đây 4 ly kem. Đây bạn kem. Có cái này nữa. À cái đó nữa hả? Đúng rồi, 4 ly kem rất là đẹp luôn. Ôi. Đẹp quá ta ơi. Cái nào cũng có này. Ừ. 4 ly kem rất là đẹp luôn nè các bạn ơi. À, bạn Ken, con làm kem bán đẹp dữ hả? Rồi bây giờ mình kêu bạn búp bê qua mua nha. Wow, chủ Ken ơi, búp bê lại rồi nè. Bây giờ ông chủ Ken bán cho búp bê đi. Bây giờ bán cho búp bê xanh trước nha. Ủa, chưa có nói, con cũng lông mà. Ủa vậy hả? Ôi bạn Ken ơi, bạn Ken nhà đâu cũng lông nhiều quá trời vậy. Hả? À mới bắt khủng long trong ruộng về nuôi á hả? Nó đẻ quả trứng kìa. À nó đẻ liền quả trứng luôn á hả? Dạ. Rồi bây giờ búp bê thèm kem quá à. Ông chủ kem mới làm kem á hả?
Rồi bán cho búp bê xanh ly kem đi. Rồi con đút cho búp bê ăn nha. Rồi bây giờ bằng kem sẽ đút cho búp bê ăn kem nha các bạn. Rồi, con cầm ly kem lên. Ly kem lên đút cho búp bê đi. Wow, ly kem đẹp quá bằng kem ơi. Rồi giờ đút cho búp bê ăn nha. Đút cho búp bê ăn kem. Ngon, 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 ngon. Ngon quá ta ơi, ngon quá. Rồi bây giờ mình đút cho búp bê hồng nha. Búp bê hồng là hè mình nè. Búp bê hồng ăn cây kem gì, kem nho á, kem có trái nho á. Ngầm ngầm ngầm. Dính luôn mũi luôn rồi hả? Dạ. Rồi chút lấy khăn giấy chùi nha. Rồi cho búp bê tím ăn. Búp bê tím ăn kem kem gì ta? Kem cà chua. Ngầm. Dính luôn mũi. Dính luôn mũi luôn rồi hả? Hai bạn này dính luôn mũi luôn. Đúng rồi, hai bạn đó dính luôn mũi luôn. Ôi còn búp bê này, búp bê màu hồng có cái áo con bướm đẹp quá. Rồi cho búp bê màu hồng ăn ăn kem dâu nha. Kem dâu. Wow, ngon quá. Đây nè các bạn ơi, bây giờ bốn bạn búp bê ăn kem ngon quá rồi nè. Thôi như vậy video là đến đây là xong rồi nha các bạn. Hẹn các bạn video lần sau nghe con mấy bài các bạn đi. Bye bye. Rồi đem khủng long với búp bê vô.